thực trạng hoạt động phục vụ xe tại khu vực cổng cảng SSIT, quy trình phục vụ xe ra vào cảng, tổng quan tại công ty sử dụng phần mềm quản lý container riêng của họ, phần mềm có tên Mention, hoạt động trực tuyến và sử dụng các tài khoản riêng biệt. Mỗi nhân viên ở mỗi ca làm khác nhau khi đăng nhập và sử dụng tất cả mọi hoạt động đều được lưu trữ và hiển thị tên của người thực hiện. Giao diện Mention dùng cho hoạt động của container sẽ có hai cột, bên phải gồm các nút lệnh Empty In, Full In, Quick Empty, Quick Full Day, Gray In tương ứng với một số khác nhau từ 1 đến 5, bên trái cùng 3 dòng Enter Option. Chọn lệnh bên cột phải cứng với số từ 1 đến 5, check line, nhập số xe, check CO, ký hiệu công ty vận tải. Sau đó chọn lệnh vận nhập các số liệu liên quan. Sau khi chọn lệnh vận nhập các số liệu yêu cầu, chọn nút Submit, sau đó sẽ hiện lên ô người dùng, chọn lan đường của xe khi vào, tiếp tục nhấn chọn OK. Hai bước trên sẽ dùng cho tất cả các lệnh. Sau hai bước trên sẽ tùy từng lệnh mà ta thực hiện các thao tác khác nhau. 5 nút lệnh khi thực hiện giao nhận container. Empty In, cảm nhận container rỗng hoặc khách hàng trả động tại cảng. Full In, cảm nhận container, hàng thường là nhận container export định xuất đi tàu. Quick Empty, lấy container rỗng ra khỏi cảng. Quick lấy container rỗng để đóng hàng. Quick Full, lấy container hàng, khách tới lấy container import hạ từ tàu xuống ra cổng cảng Agate, thực hiện khi hoàn thành việc hạ lấy công. Nhân viên cảng kiểm tra packing list khách hàng. Khi nhận packing list phải kiểm tra những thông tin có đúng tàu sẽ cập tại cảng không, tên tàu, số chuyến, kiểm tra booking, số container, số siêu thực tế trong lượng hàng trên giấy tờ, kiểm tra sẵn đại đến giờ, closing time của chuyến tàu đó chưa, thu các khoản phí liên quan đến việc nhập công vào cảng, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin chính xác cho việc xuất hóa đơn. Về phía tài xế, yêu cầu cung cấp các giấy tờ như bằng lái xe, các giấy tờ phương tiện, cấp BTA cho xe, kiểm tra sổ đăng kiểm của xe để xác định chọn nhận xe được phép chở, đăng kiểm của xe, xe có chở quá tải không, đối với trường hợp không chở double, dựa trên phiếu của khách hàng, cho tài xế ký vào nội quy an toàn trong lần đầu tiên đến cảng, kiểm tra VGM cho công trước khi làm lệnh. Kiểm tra container packing list xem những công hạ hàng là DG, OOG, CONT lạnh để có hướng xử lý thích hợp. Nếu là con lạnh phải cập nhật nhiệt độ hiện tại của công, có xác nhận của chủ hàng. Kiểm tra số công đã booking chưa, nếu chưa có booking thì phải tạo booking cho công đó. Tạo booking cần có những thông tin như là số booking, hãng tàu, tên tàu, ký hiệu số chuyến, cảng đến, tạo số lượng công theo hướng. Sau khi kiểm tra xong các thông tin, ta kiểm tra danh sách công vẫn đã sẵn hàng, sẵn sàng để thực hiện thao tác chọn công. Nếu công ở bãi Black, GTG lấy từ higher cao nhất đến thấp nhất. Nếu công ở bãi VKF, lấy theo thứ tự alphabet từ A đến G và lấy theo higher cao đến thấp. Bãi này dùng TP và SP nên bắt buộc phải lấy từ ra ngoài cùng vào.
hay gọi là ROI. Sau khi chọn được công, bắt buộc phải tạo Ideal Booking cho lấy rỗng Numbers Booking Type thường là Repo Line hãng tàu. Tiếp theo sẽ là thao tác Adding Item cho Booking, chọn số lượng lấy công để lấy cho Booking. Thực hiện tiếp lệnh Pick Empty Container Booking, số Booking, Container Size, Play Card. Hoàn thành các bước trên là đã xong phần Get In của lệnh Pick Empty, cung cấp vị trí để tài xế chạy đúng vị trí lấy số công. Sau khi hạ công, tài xế sẽ quay ra kiểm tra số công đúng trên số xe hệ thống, thực hiện bước Outgate trên hệ thống và phiếu in EIR. Khi container rộng hạ tại cảng có các trường hợp sau: xe lấy hàng từ cảng, hạ rỗng tại cảng, kiểm tra phiếu EIR của khách hàng có đầy đủ các thông tin, BL hạ tại SSIT, hạ rỗng đủ điều kiện cho bãi hạ, kiểm tra phiếu hạ rỗng, hạ đúng cảng không, kiểm tra bãi hạ. Xe lấy hàng từ cảng khác, hạ rỗng ở cảng SSIT. Trên DO thể hiện rõ không được phép hạ tại SSIT, còn thời hạn hạ rỗng đúng số công trong lệnh đã thanh toán tiền hạ rỗng, ta tiến hành nhập dữ liệu vào hệ thống một cách chính xác, đúng số công. Line operator size 2. Sau khi kiểm tra và đủ các điều kiện được phép hạ, ta tiến hành kiểm tra công thực tế và làm lệnh empty in. Lệnh empty in cần nhập các dữ liệu container booking, container size, plaga. Sau khi hạ công, tài xế sẽ quay ra hiện bước outgate trên hệ thống in phiếu.
trình hoạt động hàng hóa. Quy trình hoạt động hàng hóa của nhà thầu PVKT. Mọi nhà thầu PVKT chịu sự giám sát của cảng SSIT, vì vậy nhiệm vụ của phòng thương vụ cảng có nhiệm vụ tổng hợp tất cả phiếu cân, kiểm tra phiếu cân, lập báo cáo tải trọng, kiểm soát tải trọng đối với hàng giờ. Được 18 phút rồi. Lập thì lúc cắt băng nó từ lúc nó bảo là 10:30, bây giờ là 10:48, được 18 phút rồi. Đẳng cấp thế. Sao mày đánh nhiều đấy, hay vừa đánh đấy. Thật nọc tốt đấy. Hả? Bạn tôi bấm giờ 20 phút. Ok.
Tay thì đấy giữa đã ra đâu mất dậy quá nộm nhụ ngủ đi thì mày cũng ngủ đi bắt mày thức à
Huy ơi. Huy. Huy à. Vũ ơi, gọi Huy tao cái. Huy ơi. Huy. Bạn thân của mày đến chơi kìa. Bạn thân của mày đến chơi kìa. Thank you.
Thank you.
thế nhưng mà lên lớp chắc thì đã nhận ra. Sao nó ở vị trí nào? Năm nhà sẽ trình bày về nội dung cơ sở lý luận về hoạt động.
Thank you.
Thank you.
Hãy
Năm nhà sẽ trình bày về nội dung cơ sở lý luận về hoạt động tại khu vực cổng cảng. Tổng quan về cảng biển, khái niệm: cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng. Cảng biển là một đầu mối giao thông lớn. Thank you.
đâu mà không được những gì đấy.